chạy đấy. Chập đôi rồi. Tấm này chập đôi rồi. Sợ yếu quá.
bia con. Công công hở bảo đi ra cũng dẫm lên. Trong cái thang này để bê đi bê lại á, chắc anh trêu là được chưa, anh muốn 4 chân nhưng mà rút nặng 3 chân rồi á, 4 chân là nặng đấy, chặt thì chết chưa mà bao giờ đâu thì mày trêu tao. Không phải 3 chân đấy thì thế nó mới nổ. Nổ cái thang thì không phải nổ, thang nổ cái nhà. Đinh à? Thank you.
Cây kia lại gần đấy. Đây này. Đấy, để gần đây tôi nhấc qua. Thế là phải thành khung đi đã. Cái phía trước như thế nào cho nó chân chân. Chỗ đấy cho xoài xoài ra tí thành ơi. Đóng một thanh cuối, đóng một thanh trên là xong rồi. Lấy ván đi. Lấy hai. Lấy hai này. Cứ lấy đi để đo đá, đá đo đâu. Thằng này giữ đây rồi. Bốn cây phải như nhau. Bốn cây như nhau á? Lấy bừa đi, mày cứ lấy bừa đi, mày lấy đo lên bằng cây kia được. Bốn cây. Không, chỗ kia cần một cây cho thằng Cú Chi thôi. Lấy một cây sau rồi. Bán dài rồi về nhà. Lấy bán dài ấy. Tôi lấy bán cầy này nó mới. Tôi cho làm xuống đi. Đóng đấy trước đi cho đỡ giữ. Phải nữa đi. Phải nữa đi. Đấy nhìn xem cân chưa? Thì cũng cân rồi đó, như này là cân rồi đấy. Mỗi lần chuyển này. Ba rồi. Bề thì trời. Bề nào được. Anh bê bây giờ bê đẻ được hai. Anh này. Đánh xe đưa ra cái một cái hiện đại bê tông xe. Không lắp đường dây xung quanh như đóng rồi. Đây đã rồi, đã chuẩn chưa? Đặt cái ván vào dưới đi. Đặt một cái ván vào đấy đi. Dưới đi. Ừ. Cho nó thành không luôn đi. Đấy, nhìn xem cân thì đóng. Nhưng như thế nó không phải nóng từ trên xuống cho trong lòng làm điểm cái một không cái này tôi ra ngoài nó chở cái tiền thì chó gì đấy đóng cái đấy trước đi cái mà cái máy cứ đóng rồi đi chắc là nó ngót ra lỏng sọc gì đóng một cái bán dưới nữa đi cho đỡ phải giữ đi. Không có bán dài, sửa lấy. Bán dài. Bây giờ xong nói sớm, thứ tư tư đang đóng cây, có bán cây, đã. Cây to này mà chống. Vai lờ vừa nói xong rồi chẳng có mấy người rõ rồi. Anh bảo cứ đóng đi. Ừ. Đây lấy tạm hai bán như. Hai bán này là to rồi. Đấy hẳn đây hẳn cây cao cao rồi. Từ từ nhá. Ông quay. Đấy đi. 1 2 3. Bạn
chống tạm đã, về lấy bạn kia sang. Có đâu mà đâu, chống tạm rồi đấy thôi. Chống gì kia đây này anh Tuấn? Kia rồi, cái kia nữa chống ra. Kia rồi, thôi có rồi. Làm 6 miếng như thế nữa. 2, 4, 6 miếng, 7 miếng. Không. À, bây giờ đóng chưa luôn. Vì cái này tự nhiên lên tận tầm này cơ mà. Làm gì phải đóng bán dài đâu, bán ngắn hết mà. 1, 2, 3. Đặt xuống, mới bỏ cái kia ra. Cái thanh chống này. Chống quay nó. 1, 2, 3. Nè, thì con chuột. Nè, thì con chuột. Tấm dài thôi, mỗi mặt còn hai mặt còn lại mới mặt ba tấm thôi. Đúng mấy mặt này không kèo mà mặt thôi, đúng vẫn phải có răng kéo, không phải đóng ngang tất như này đâu thì chẳng đổ vỡ mặt luôn. Đúng rồi, có răng kéo kéo cứ phẹt cây này sang từ dưới cái đầu mỏ kia xuống đây anh chẳng hạn. Một cái tấm kéo như kia, một tấm kéo đây đi, cái này lôi về bạn ạ, không dùng đến nữa rồi. Để lại là miếng lôi về, lôi cái tấm này sang. Lôi tấm này sang này, đúng không? Bên nhà mình còn cái này. Rồi cà phê về đi. Dạ. Dạ. Con tắt tắt cái đấy chuẩn bị. Cho con tắt rồi. Cho con tắt rồi. Vũ đang làm tắt cái gì? Ông thả mỗi ông không, anh bảo bỏ ra không cần anh bảo đâu. Không mình đã cứ bảo bự như vậy, anh bảo vẫn nhìn lồn đâu. Cho kẹp cơ vào đây này, kẹp nó phải, thế cái này nó phải dung dung. Thế cơ sở cái dưới, nó phải dung dung.
đéo tay cái đứng im trên lỗ. Một hai ba. Mấy khúc kia đâu có? Đây này mà. À, xếp ở đầu công ấy. Đầu công có đâu? Cái đầu ở ngoài ấy, đầu ngoài ấy. À, bố ra ba. Cắm vào đi thôi. Thiết kế thanh rằng kiểu gì để cho nó chắc được nhỉ? Chéo, phải chéo. Chắc chỉ có chéo thôi. Cái đóng cái này dày quá. Quá dày. Vừa trên nặng. Nhưng mà chỗ này chỗ bậc thang để nó trèo lên thì chẳng phải đóng này. Chéo đã mình dẫn một đầu vào cái đây. Một bên dày thôi. Thì đây một mặt này dày thôi, còn những mặt kia cháu bảo chúng nó đóng ít thôi mà. Phải lấy một mặt bậc thang này để nó còn trèo chứ.
đầu nhọn thế đó, cắm vào tay Tuấn đi. Ai đi lại nói giờ tao mới biết. Ai bỏ tay nghe buồn. Anh Tuấn cho anh cắm đây. Cắm ở đây thì vào nó xảy. Không vào. Đây kéo này, này nó khác thì cái chân tao xây đâu. Để cào qua. 1 2 3. Quay mạnh cái tay nó lên. Làm việc thì phải có an toàn lao động nhưng sẽ đề cao. Chúng ta phải đề cao an toàn lao động. Lòng ra, Tuấn Nam vừa lên ra phải có tay. Đây mình công nhận dạ nó dày. Đình đầy kia nè. Kéo gì quả. Có nước không anh? Có. Nước đâu đấy? Bạn phúc 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 phúc. Để mẹ ăn mất. Nên dây rồi không nhớ. Bạn đâu bạn ơi? Dây không? Ông nhìn nào.